Xin thân chào các bạn YouTube của mình. Tên mình là Hannah Ái Hành Trần, là khoa học gia về khoa học xét nghiệm ở Mỹ 45 năm và phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm. Và trong 7 năm vừa qua, mình đại diện cho công ty Nu Skin ở Mỹ, có mặt trên thị trường 35 năm và 53 quốc gia. Thì bây giờ mình đang đi theo về cái thiên hướng và dinh dưỡng học, tức là phòng chống sức khỏe chủ động. Thành ra hôm nay mình được hân hạnh chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm của công ty gọi là G3 G3. Đây là sản phẩm G3 nha. Mình xin lỗi các bạn là nếu các bạn nghe cái tiếng ho, đó là tiếng ho đó của con chó nhỏ trong nhà mình, và anh chàng này nằm ngay dưới chân của mình. Thành ra mình xin lỗi về cái tiếng động đấy nha các bạn. Thì đây là G3 là G3 là trong cái chai này nha, và là cái sản phẩm mà mình sẽ nói về công dụng và tại sao nó có lợi ích cho cơ thể của con người và các bạn nên dùng nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu share về cái bài nói chuyện của mình để các bạn có thể thấy rõ hơn. Rồi, đây là tên của sản phẩm. Rồi, thì đây là lợi ích chính của sản phẩm quý vị, là giúp hỗ trợ trẻ hóa tế bào, làm chậm các tác động phổ biến của lão hóa thông qua bảo vệ cái DNA, tức là cái gen của mình các bạn, và cải thiện cái điểm carotenoid của da nhé. Và SCS, tức là cái skin carotenoid của da, đã được xác minh bởi cái máy biophotonic scanner, tức là máy sinh học của Pharmanex các bạn nhé. Cái máy đó hình dạng nó như thế này. Vâng, thì mình để cái tay mình lên mình đo, và trong 30 giây mình sẽ được cái chỉ số chống oxy hóa. Nó minh chứng được cái hệ thống sức khỏe của mình lúc đó, hệ thống miễn nhiễm của mình ở thời điểm đó là khỏe hay là yếu. Thì trong vòng 30 giây thôi các bạn, thì nhờ dùng cái sản phẩm này, nhờ dùng cái chai G3 này, G3 này đó, mà sẽ được thấy và cái kết quả của mình gia tăng lên dần, cái sức khỏe của hệ thống miễn nhiễm của mình gia tăng lên dần. Do đó các bạn thấy có một câu nói là được chứng nhận SCS, là cái điều đó là cái điểm của đo ở da tay nó sẽ gia tăng lên dần và đã được chứng nhận và minh chứng nhờ cái máy này nhá, nhờ cái máy này nhá các bạn. Đó, thì bây giờ kế tiếp, cái lợi ích chính kế tiếp là tăng cường khả năng bảo vệ chống oxy hóa, chống lại sự tác hại của các gốc tế bào, các gốc tự do của tế bào. Khi các bạn nghe nói các gốc tự do của tế bào thì đó là chất độc, cái chất đó nó hủy hoại tế bào của mình và do đó nó làm cho mình bị bệnh và ung thư ha. Rồi, thì cái lợi ích kế tiếp nữa là hỗ trợ chức năng miễn dịch khỏe mạnh. Vâng, và được minh chứng là nhờ cái số đo từ cái máy này nó cho mình biết như vậy, tức là mắt thấy luôn ha. Mình biết là cơ thể mình bên trong cái hệ thống miễn dịch của mình đã được khỏe ra dần các bạn nhé. Rồi, hỗ trợ làn da và đôi mắt khỏe mạnh, và đồng thời hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt của đàn ông các bạn ha. Rồi bây giờ mình đi kế tiếp, là bây giờ mình nói tới thành phần của trái gốc này. Thì nó có bốn thành phần là gốc và cái trái dứa Siberi, và đồng thời cái trái Sili, và đồng thời cái trái Lycium. Thì cái chữ Sili với Silium mình không có dịch được từ ngữ vồn, thành ra mình phải để vậy nha các bạn. Rồi, thì bây giờ đó, xin lỗi, thì cái thành phần và lợi ích chính của từng thứ một tạo ra sự khác biệt các bạn, của cái nước chút này so sánh với trên thế giới các bạn nhé. Thì Pharmanex đã tận dụng nghiên cứu và dữ liệu từ công nghệ Pharmanex Biophotonic Scanner để thiết kế và phát triển G3 G3 các bạn nhé. Sản phẩm G3 gọi là G3 nhé. Rồi, phù hợp với quy trình chất lượng Pharmanex 6S là điều khiển nghiêm túc về sự sạch sẽ của chất lượng và hiệu quả các bạn nhé. Thì G3 là một cái hỗn hợp nước ép trái cây độc đáo do thiên nhiên cung cấp và đã được kiểm nghiệm theo thời gian thông qua việc sử dụng truyền thống và đã được chứng minh hiệu quả bởi khoa học hiện đại. Do đó, cái sự kết hợp độc đáo của các chất dinh dưỡng thực vật trong G3 có nguồn gốc từ các loại siêu trái cây được lựa chọn cẩn thận theo truyền thống, được sử dụng trên khắp thế giới vì các đặc tính phục hồi của chúng và lợi ích dinh dưỡng của chúng đã được xác nhận thông qua các nghiên cứu khoa học. Đây là một nước uống trái cây là dựa vào những cái nghiên cứu khoa học và được chứng minh bằng khoa học nữa các bạn nhé. Rồi thì bây giờ đó, mình nên biết rằng á, là cái nguyên liệu và sản xuất thực phẩm chức năng G3 đó hoàn toàn từ thiên nhiên, và thành phần chính của Pharmanex G3 là gốc xuất xứ từ Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam. Thì theo các nghiên cứu gần đây về hiệu quả của các loại gốc trồng ở Đông Nam Á thì có thể thấy gốc ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam được đánh giá cao bởi điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, và được thưởng thức
từ lâu người dân Nam Á đó đã được đánh giá cao về trái đất về khả năng tăng cường sức khỏe của mắt là 1, khả năng miễn dịch là 2 và tăng trưởng ở trẻ em là 3. Và do đó họ mệnh danh cái trái đất là trái cây từ thiên đường. Thì nghiên cứu hiện đại cho thấy đó là trái đất chứa một cái lượng cô đặc bất thường của một cái dạng carotenoid độc đáo và có khả năng sinh học rất cao, được gọi là lipocarotene. Các bạn nhá. Thì tại sao lipocarotene có quan trọng đến sức khỏe con người các bạn? Tại vì nó là có một cái mạng, nó là một cái mạng lưới của các carotenoid và axit béo cho phép hấp thụ và vận chuyển hiệu quả các chất dinh dưỡng quan trọng. Thì so sánh với các trái cây và thì gớt chứa một cái hàm lượng axit béo tương đối cao, tạo ra một cái mạng lưới lipocarotene để cung cấp các carotenoid có giá trị sinh học rất là cao các bạn. Thì so với beta carotene có trong rau xanh đậm thì beta carotene mà từ trái cây gớt đã được khoa học minh chứng là hấp thụ tốt hơn cho cơ thể con người chúng ta nhé. Thì quả gớt chứa nhiều loại carotenoid, nhưng lycopene và beta carotene là những carotenoid chiếm ưu thế. Thì không chỉ gấc là một trái cây giàu carotenoid hơn trái cây khác và rau thông thường, nhưng mà vì nó cung cấp các chất chống oxy hóa quan trọng ở dạng lipocarotene, cho nên cái chất chống oxy hóa carotenoid của gấc được hấp thụ tốt hơn carotenoid từ các loại trái cây và rau quả thông thường các bạn. Thì do đó G3 đó, G3 là cái chai nước chút G3 đó. À, nước chút G3 được phát triển với 3 loại siêu quả bổ sung khác nữa. Thì là lithium từ Nam Trung Quốc, dứa Siberia từ châu Á và quả Sili từ vùng núi Trung Quốc các bạn nhá. Và sự kết hợp của ba cái siêu trái cây này cùng với lipocarotene của gốc cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe rất là quan trọng cho cơ thể con người. Thì bây giờ mình nói thành phần thứ hai đó, các bạn thấy là dứa Siberia đó, là cái hình thứ hai từ trên xuống đó nhé. Thì loại quả này chứa rất nhiều vitamin C và cũng có nhiều flavonoid cũng như là carotenoid rất cần thiết trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch của người dùng, đồng thời hỗ trợ hoạt động của gan nhá. Thì cây số 3 đó là tiếp đến Sili, trái siêu trái cây Sili CILI đó các bạn, thì giúp tăng trưởng, giúp tăng cường phòng chống oxy hóa cho toàn cơ thể. Ngoài ra còn có tác dụng tích cực đến chức năng của tim, mạch máu và hệ miễn dịch. Và không thể không kể đến cái trái lithium là cái trái cuối cùng ha. Thành phần lithium là đã có lịch sử ứng dụng y học trên hơn 2.000 năm. Và loại quả này chứa nhiều vitamin cũng như carotenoid. Và đặc biệt là cái chất zeaxanthin là hợp chất có khả năng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở võng mạc và có hàm lượng cao gấp 40 lần với bắp hay là ngô. Tiếng Bắc gọi là ngô các bạn ha. Thì bây giờ ảnh hưởng của bốn cái chất trái cây này đến cơ thể là nó làm như thế nào các bạn? Thì là các bạn biết rằng là lão hóa là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cơ thể đang bị tấn công bởi các gốc tự do thông qua quá trình oxy hóa. Thì gốc tự do được sản sinh quá mức khi cơ thể tiếp xúc với các yếu tố bên ngoài như là khói bụi, ô nhiễm, căng thẳng, thực phẩm bẩn, dinh dưỡng kém. Thì từ đó hệ thống ngăn ngừa oxy hóa của cơ thể sẽ bị tải, bị quá tải và suy yếu. Và khi cơ thể bước vào giai đoạn lão hóa sẽ nhận biết được quá trình oxy hóa diễn ra nhanh chóng. Và quá trình oxy hóa tạo ra các gốc tự do, tức là chất độc cho cơ thể mình, cho tế bào của mình. Thì các gốc tự do, tức là chất độc, các chất độc này nó loại bỏ điện tích của tế bào và gây tổn thương cho tế bào và tiêu diệt tế bào dần dần đến chết. Nhá? Làm cho tế bào bị chết dần đi các bạn. Thì trong khi cơ thể không đủ khả năng để duy trì sản xuất chất chống lại cái sự oxy hóa, do đó cơ thể ngày càng kém hấp thu và cũng như phát sinh ra bệnh tật ung thư các bạn nhé. Thì sản phẩm New Skin G3 có hàm lượng chất chống oxy hóa rất là cao và các hợp chất đó có khả năng chống oxy hóa mạnh như là lycopene, carotene ở trong trái gốc đó các bạn, giúp ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do, tức là chất bẩn á nhá, chất độc á, và cải thiện hệ thống phòng thủ chống oxy hóa của cơ thể và từ đó làm giảm quá trình lão hóa các bạn nhé. Thì đặc biệt là lycopene ở trong gốc ấy, nó mạnh gấp 70 lần cà chua. Thì hoạt chất này đã có khả năng giảm thiểu các biểu hiện của lão hóa da, bao gồm các đốm râu ở trên da và các nếp nhăn. Thì hoạt chất này sẽ cải thiện đáng kể vẻ đẹp làn da của bạn nhá. Thì nó rất không những thành ra những cái sản phẩm, cái chai gốc này nè, cái chai G3 này nè, nó không những nó tốt cho sức khỏe mà còn cho sắc đẹp nữa các bạn nhá. Thì
Rồi mình cũng nên nhớ rằng cái hàm lượng beta carotene ở trong gấc nó cao gấp 10 lần của cà rốt nhá. Thì đặc biệt khi chất có axit béo kết hợp với các hợp chất carotenoid làm tăng khả năng hòa tan của các hợp chất này, cơ thể sẽ hấp thụ dễ dàng hơn. Thì đó là lý do tại sao hợp chất chống oxy hóa của gấc có hiệu quả đáng kinh ngạc khi được bổ sung đúng cách và đủ liều lượng các bạn. Thì bây giờ cái thành phần thứ hai của gấc là cái trái siêu ly đó, thì nó có rất nhiều vitamin C, và do đó nó cái sức mạnh của nó nhiều vitamin C gấp cái sức mạnh vitamin C của trong cái trái siêu ly mạnh gấp 60 lần vitamin C ở trong orange cam các bạn nhá. Rồi cái phần kế tiếp là cái trái lithium, thì cái chất nó có cái chất zeaxanthin. Cái chất zeaxanthin đó là mạnh gấp 40 lần trái bắp các bạn nhá. Thì cái đó là lý do cái sự khác biệt giữa cái nước trái cây này, nước trái cây G3 này so sánh với các thành phần khác các bạn. Thì bây giờ sản phẩm này rất an toàn và phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau các bạn nhá. Đối tượng khác nhau đặc biệt là rất tốt và mang lại hiệu quả cao cho những người mà lẽ nhiên tất cả mọi người đều cần dùng, nhưng mà đặc biệt những thành phần mình sắp sửa nói ra đây nè là sẽ rất là cần cái nước G3 này, là những người thường xuyên tiếp xúc với môi trường khói bụi như là các bạn đi motorcycle ở Việt Nam chẳng hạn, và những người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại như các bạn làm trong ngành nail các bạn nhá, và những người thường xuyên vận động tập thể dục và như là các bạn tập thể dục chế độ luyện tập cao và vận động viên cũng cần nước gấc nhá, để mà bổ sung năng lượng cho mình các bạn nhá. Và tất cả chúng ta đều cần vitamin và khoáng chất để phục hồi hệ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng nhá các bạn. Và các con người chúng ta sau 26 tuổi đó thì cái bước tụi mình bắt đầu bước vào cái quá trình lão hóa rồi, thì mình nên để ý về cái nước gấc này các bạn nhá. Và những người cần phục hồi nhanh chóng cũng cần cái nước gấc này, cái nước G3 này, chẳng hạn như mới đi mổ xong, mới đi sanh con về đại khái vậy, thì cái sức khỏe cần phục hồi nhanh chóng thì nên dùng cái sản phẩm này để tạo cho cái sự phục hồi nhanh chóng cho sức khỏe. Và những người mà có cái chế độ ăn kiêng trái cây và rau quả hạn chế thì cũng nên bổ sung với cái nước gấc này các bạn. Thì đó là cái sự ích lợi của cơ thể của cái sản phẩm này. Thì cái slide kế tiếp đó các bạn, thì là công ty New Skin cũng có làm những cái minh chứng lâm sàng để so sánh cái nước trái cây G3 với các sẵn cái hai cái thức khác mà quan trọng ở khá thông dụng ở Việt Nam là Noni với lại Zengo đó các bạn. Thì là ở Mỹ chứ, thì là cái thí nghiệm lâm sàng đó là 8 tuần các bạn, và đã thấy rằng thì là cái nước gấc mạnh gấp 4 lần Zengo và Noni ở ngoài thị trường ngoài kia. Thì các bạn ơi, thì cái đó là cái mà mình nhận thấy. Ok. Thì bây giờ thì cái bài của mình nói chuyện về nước gấc hôm nay là tạm ngừng ở đây. Chào và xin hẹn gặp các bạn trong một kỳ tới.